Không cúng cô hồn rằm tháng 7 có sao không? Xem ngay để biết kiểu họa sát thân. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, cô hồn là cách gọi của dân gian về những linh hồn vất vưởng lang thang, không nơi nương tựa, bị chết đường, chết chợ, chịu cảnh đói khát mà không có người thân tiếp nhận và chẳng có nơi nào thờ cúng cả. Chỉ khi bước vào tháng 7 âm lịch là lúc Diêm Vương mở cửa mạ cho quỷ đói trở về với dân gian, thì những cô hồn này mới được người trần thờ cúng để xoa dịu, an ủi cho vơi bớt đi sự tủi thân. Cũng là một cách hối lộ để cô hồn không quấy phá gia đình. Tuy nhiên, bấy lâu nay, nhiều người vẫn thắc mắc rằng có bắt buộc phải cúng cô hồn vào dịp rằm tháng 7 hàng năm hay không? Vì nếu cúng sai cách thì có thể vô tình rước vong hồn vào nhà mình và chuốc lấy xui xẻo không đáng có. Vậy nên, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ giải đáp với quý vị ngay trong video ngày hôm nay. Và nếu như gần đây mọi người đang gặp nhiều xui xẻo trong cuộc sống, hay có linh cảm rằng mình đang bị vong linh quấy phá trong tháng cô hồn, mọi người hãy sử dụng ngay pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo, luôn luôn mang theo bên mình để có thể hóa hung thành cát, cải thiện tài vận. Minh Quang Pháp Bảo được khai quang chi chú xem ngày sử dụng trực tiếp theo tuổi của gia chủ nên sẽ phát huy được công năng tốt nhất, hóa giải vận xui, xua đuổi yêu ma quỷ quái đeo bám, từ đó giúp cho gia chủ thần thu tài lộc và may mắn. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy theo dõi chương trình. Không cúng cô hồn rằm tháng 7 có sao không? Xem ngay để biết kẻo họa sát vào thân. Quý vị thân mến, lễ cúng cô hồn, cúng vong linh là một hoạt động tâm linh tương đối phổ biến tại Trung Quốc và Việt Nam. Với việc thực hiện các nghi thức cúng tế cho các cô hồn, thường là vào dịp rằm tháng 7 âm lịch cùng với dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Vậy quý vị có thắc mắc vì sao chúng ta lại phải cúng cô hồn hay không? Để lý giải cho điều này, mọi người có thể hiểu rằng theo tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam tin rằng trong con người có hai phần hồn và xác. Khi chết, hồn lìa khỏi xác, xác bị phân hủy, còn hồn sẽ tiếp tục tồn tại. Hồn có thể về trời hoặc đầu thai kiếp khác làm người hoặc vật, hoặc bị đầy xuống địa ngục tùy theo những điều lành hay dữ mà người đó làm khi còn sống. Tuy nhiên, dân gian cũng tin rằng nếu một người bị chết oan hoặc do tác động của những nghiệp xấu, các cô hồn không hoặc chưa được cõi nào tiếp nhận phải lang thang và chịu đói rét hoặc quấy rối người sống, và tin có linh hồn nên đa số người Việt Nam giữ tục lệ thờ cúng tổ tiên và người thân đã qua đời. Kể cả việc thờ cúng này không phù hợp với giáo lý của tôn giáo mà họ theo. Cúng cô hồn có thể là một hành vi mang tính nhân đạo để cứu giúp những linh hồn khốn khổ. Nhưng đồng thời, cúng cô hồn cũng có thể là một hình thức hối lộ để khỏi bị các oan hồn quấy phá hoặc để họ được hỗ trợ. Có những gia đình làm kinh doanh, họ cúng cô hồn nhiều lần trong năm, thường vào các ngày mùng 2 và 16 âm lịch mỗi tháng. Trong các dịp cúng dỗ, ngoài cúng vái tổ tiên, người ta còn làm một mâm cỗ để cúng cô hồn. Dịp cúng cô hồn lớn nhất là vào rằm tháng 7, trùng với lễ Vu Lan của Phật giáo. Một số người tin rằng việc cúng cô hồn bắt nguồn từ ngày lễ Vu Lan này, và có một vấn đề mà nhiều người rất quan tâm, đó chính là không cúng cô hồn thì có ảnh hưởng gì hay không? Liệu có bị vong linh hờn nhiễu, quấy phá gia đình không? Lâu nay, nhiều gia đình do còn lúng túng, chưa hiểu hết về các nghi lễ cúng rằm tháng 7, trong đó có nghi lễ cúng cô hồn nên còn băn khoăn về việc có bắt buộc phải cúng cô hồn vào dịp rằm tháng 7 hay không. Nhiều người gọi rằm tháng 7 theo âm lịch là Tết Quỷ, nhưng thật ra khái niệm này xuất phát từ Trung Quốc. Trong dân gian, người Việt gọi đây là dịp địa quan xá tội hay xá tội vong nhân. Việc cúng cô hồn được truyền miệng từ đời này sang đời khác và chúng ta thường làm như một thói quen. Nhưng bên cạnh đó, không có ít người phân vân là liệu rằng không cúng cô hồn dịp rằm tháng 7 có được không? Và đối với họ, chỉ cần hướng tâm và có lòng thành là đủ, không phải thực hiện các nghi lễ hay cúng bái phức tạp.
Để trả lời vấn đề này, sư thầy Thích Diệu Nhã, chùa Linh Sơn, Thanh Nhàn, Hà Nội cho biết. Trước hết phải khẳng định, việc cúng cô hồn hay vong linh là tùy vào tâm và việc làm phúc của mỗi gia chủ, hoàn toàn không có việc bắt buộc phải cúng cô hồn hay vong linh vào mỗi dịp rằm tháng 7 hàng năm. Nếu gia đình nào biết cách làm lễ cúng này thì sẽ rất có lợi cho gia chủ đó. Còn nếu không biết cách làm thì có thể đăng ký nhờ nhà chùa sắm lễ vật hoặc tự mang lễ vật đến cúng cùng nhà chùa. Việc cúng lễ cô hồn có hai hình thức, một là tại nhà, hai là tại chùa. Cũng theo sư thầy Thích Diệu Nhã, nếu gia chủ nào không biết cách làm tại nhà cũng không nhờ nhà chùa thì không nên làm lễ cúng này. Vì nếu không biết cách tiễn các cô hồn vong linh về cõi âm, các vong linh sẽ quanh quẩn trên cõi trần, quấy đảo gia chủ. Nói đến đây, quý vị cũng đã tự định hình được cho mình về việc cúng cô hồn sao cho đúng. Đây là văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông ta từ ngàn đời xưa để lại. Vậy nên, phận con cháu chúng ta hãy làm theo đúng những điều này. Có sao thì làm vậy, nhưng làm đúng là điều trên hết. Việc không cúng cô hồn theo sư thầy thì cũng không sao, nhưng làm như vậy quý vị có yên tâm hay không? Hay là cảm thấy áy náy lương tâm? Quý vị hãy để lại bình luận ở phía dưới để chúng tôi cùng có thể biết rõ hơn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ hóa giải triệt để vấn đề này để quý vị có thể hoàn toàn yên tâm thực hiện đúng lễ cúng cô hồn trong rằm tháng 7. Từ chuẩn bị đồ lễ đến bài cúng cô hồn sao cho đúng, giúp quý gia chủ hoàn toàn an tâm và tự tin để thực hiện nghi thức này một cách đúng đắn, đầy đủ nhất. Thứ nhất, nguyên tắc cần nhớ khi chuẩn bị mâm cúng cô hồn. Đầu tiên, mọi người cần ghi nhớ khi chuẩn bị mâm lễ cúng cô hồn là phải cúng hoàn toàn bằng đồ chay, tranh cúng thịt rượu để không khơi dậy tham sân si của vong hồn. Nhiều gia đình chuẩn bị mâm cỗ mặn với rất nhiều món ăn vì cho rằng như vậy là tốt, nhưng quan niệm này không đúng. Nếu cúng cô hồn bằng những món mặn sẽ khơi dậy lòng ham của những vong hồn khiến họ không thể siêu thoát. Quanh quẩn ở dương gian, quấy nhiễu người trần, thậm chí là quấy nhiễu chính gia chủ đã sắp mâm cơm cúng mời họ. Bên cạnh đó, cúng cô hồn tuyệt đối không được cúng trong nhà. Gia chủ nên cúng ở ngoài sân, trên sân thượng, không được cúng ở những nơi như phòng khách, phòng bếp, không cúng ở phạm vi gia chủ ở. Thứ hai, mâm cúng cô hồn thường bao gồm những gì? Bật mí với mọi người rằng mâm cúng cô hồn sẽ cần chuẩn bị những thứ sau: tiền vàng từ 15 nễ trở lên, quần áo giấy từ 20 đến 50 bộ, bày phía dưới mâm theo 4 hướng đông, tây, nam, bắc, sau khi cúng xong sẽ đốt đi, nên đốt ở ngoài đường. 12. Bát cháo trắng, đây là món không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn. Theo quan niệm, đây là món dành cho những linh hồn bị đày đọa, phải mang một thực quản nhỏ hẹp, không thể nuốt được thức ăn thông thường. Tiếp theo là các loại bỏng, có thể là bỏng ngô, bỏng ống, bỏng gạo, được quan niệm là để cúng những vong hồn nhí. Mía, khoai sắn, ngũ quả, 5 cái bát, 5 đôi đũa, 3 chén nước, 3 cây nhang, 1 cây nến, muối, gạo, sau khi cúng sẽ được vãi ra trước cổng, ra đường. Mâm cúng cô hồn sẽ tùy theo quan niệm, điều kiện và sự chuẩn bị của từng gia chủ, nhưng tốt nhất nên là đồ chay hoàn toàn và không thể thiếu những thứ quan trọng nhất như vàng mã, muối, gạo, cháo trắng, hương. Sau khi cúng cô hồn xong, nhiều gia chủ không biết cách mời họ đi, nên có rất nhiều gia đình bị cô hồn quấy nhiễu, sau đó họ vẫn quanh quẩn ở bên. Bởi vậy, khi cúng xong, gia chủ nhất định phải đốt vàng mã, vẫy gạo muối ra sân, ra đường. Có quan niệm cho rằng không nên ăn đồ cúng cô hồn hoặc không mang vào nhà, bởi năng lượng từ cõi âm rất đen tối và nặng nề. Nếu người ăn, sẽ mang năng lượng xấu vào cơ thể. Nguyên tắc thứ ba, thời gian cúng cô hồn phù hợp nhất. Thời gian các gia chủ thực hiện cúng cô hồn có thể từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Theo đó, dịp cúng cô hồn lớn nhất là ngày rằm tháng 7, ngày 15 tháng 7 âm lịch, cũng chính là ngày lễ Vu Lan của Phật giáo. Các gia đình thường lên chùa làm lễ để tỏ lòng báo hiếu, biết ơn cha mẹ. Người ta quan niệm rằng nên làm lễ cúng cô hồn vào buổi chiều tối. Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh lý giải rằng dân gian quan điểm ban ngày có ánh sáng, ánh nắng mặt trời rất mạnh, trong khi các cô hồn được thả ra rất yếu. Vì thế, nếu cúng ban ngày, các cô hồn vì sợ ánh sáng, ánh nắng sẽ không dám đến đón nhận những đồ vật phẩm cúng bố thí của các gia đình.
Quý vị thân mến, dù có thực hiện nghi lễ cúng cô hồn vào rằm tháng 7 sắp tới hay không, thì mọi người hãy ghi nhớ rằng lễ vật lớn nhất không phải là mâm cao, cỗ đầy mà nằm ở tấm lòng thành tâm, sâu sắc. Chỉ cần mọi người làm mọi việc đúng với cái tâm chân thật, cùng sự tôn kính của mình, thì mọi thứ sẽ được suôn sẻ và sự hành thông thuận lợi. Bên cạnh đó, mọi người hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo của nhà Phật mà kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ để có thể xua đuổi được tà ma, trương khí trong tháng cô hồn, đồng thời giúp gia chủ gặp được nhiều may mắn và tài lộc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.